Xin kính chào các quý vị khán giả. Chào mừng các quý vị đã đến với kênh Đá Phong Thủy. Trong nội dung video ngày hôm nay thì kênh Đá Phong Thủy xin được giới thiệu đến với quý vị một cái mẫu tinh thể thạch anh, dòng thạch anh trà nguyên bản nguyên zin tự nhiên. Xin soi đèn quý vị cùng thấy này. Soi đèn vào nó sẽ ứng trà lên. Đây soi ánh sáng trắng này, quý vị nhìn thấy khói trà. Độ thông đèn cực kỳ tốt luôn. Đấy, viên này có độ thông đèn của nó rất chi là tốt. Một mẫu thạch anh trà, trong này có phan tùm quý vị này. Đấy, quý vị có tưởng tượng là trong này nó có một cái cây con nó mọc ở bên trong viên đá này. Đấy, gọi là dòng thạch anh phan tùm. Độ thông đèn thì cực kỳ tốt luôn. Viên này có chiều cao của đá là 16 cm. Chiều cao này 16 cm và có khối lượng của đá nặng là 700 g. Và hiện cái mẫu này tôi đang giao lưu cùng với quý vị khán giả với giá là 300.000 đồng. Nếu quý vị nào quan tâm mà muốn sở hữu hay liên hệ trực tiếp với tôi thông qua số điện thoại 0354 099 099, quý vị có thể gọi điện trực tiếp hoặc nhắn tin qua Zalo theo số điện thoại này cho tôi. Cam kết là hàng thạch anh chuẩn thiên nhiên tự nhiên, nếu mà sai so với cam kết xin đền gấp 10 lần giá trị đơn hàng, cũng như là toàn bộ các cái chi phí mà khách hàng phải bỏ ra để kiểm định giám định cho sản phẩm. Quý vị nào yêu thích muốn sở hữu hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo số điện thoại 0354 099 099. Quý vị nào còn chưa đăng ký kênh thì hãy bấm đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ một video nào mà hàng ngày kênh Đá Phong Thủy sẽ up lên các sản phẩm đá phong thủy phục vụ đến các quý vị khán giả. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Và nếu có nhu cầu mua hàng hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo số 0354 099 099.